Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì ngày hôm nay em có nhận lời đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho cái chú chủ bò này ba con bò cái chữa. Trước mắt của chú anh chị và các bạn là hình ảnh của ba con bò bô, tình trạng là đang mang thai. Đó, những con bò này thì nó sẽ có những cái thông tin cơ bản như sau. Em sẽ cập nhật ngay và liền cho bà con cô bác anh chị những cái thông tin đó kèm theo kích thước số đo về chiều cao và những hình ảnh cận cảnh để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem. Và chúng ta đưa ra quyết định mình có nên mua những cái con bò này hay không để mà về nuôi làm bò nền. Nói về ba con bò này thì nhìn tổng thể về ngoại hình thì nó là những con bò phải gọi là khung xương lớn, tàn lớn ha, thuộc về những cái con bò mà để mà anh chị có thể làm một cái con bò nền chất lượng. Tại sao em phải sử dụng cái từ chất lượng? Là tại vì bò này rất là bự con. Hình ảnh màu lông da, về tình trạng sức khỏe, tình trạng chân móng đi đứng đi hoàn thiện, không áp xe, không trật lõi, không xuống rúng xuống ruột gì hết, không tùy vết nha cô chú anh chị và các bạn nha. Ở đây ba con bò này anh chị có thể thấy trực tiếp qua cái video của em là tình trạng chân móng đi đứng rất là ok đúng không. Nói về ngoại hình của nó thì nãy giờ em cũng nói nhiều về cái ngoại hình rồi, rất là bự con, rất là cao to. Bò này thuộc về khung tàn sát nhất nha cô chú anh chị và các bạn nha, tàn sát nhất, tàn sát lớn. Và ở đây thì những cái con bò này thì đã được bác sĩ thú y gần đây thăm khám thai rồi, đã được bác sĩ thú y gần đây thăm khám thai rồi. Và khi mà giao đến cho bà con cô bác anh chị thì chúng ta cũng sẽ được quyền kiểm tra thai lại trong vòng 3 ngày đầu tiên ha. Trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị chúng ta nhận bò thì chúng ta phải kiểm tra thai lại. Đấy, và thông báo cho em biết là bò này tình trạng thai chữa làm sao. Nếu mà không có thai thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ nha. Bò này ở trong đây thì sẽ có hai con bò đẻ rồi. Một con là con bò sung mà. Hả? Con này to luôn hả? Vậy là có con này đẻ rồi thôi đúng không? À, ở đây chỉ có một con này, bò này đẻ rồi một con. Cô chú anh chị các bạn đang mang thai lại lứa thứ hai. Và tình trạng của nó thì anh chị biết rồi. Bên em sẽ đảm bảo nghiêm chỉnh cô chú anh chị các bạn luôn. Cái con bò này thì nó đang hiện trạng là đang mang thai lại lứa thứ hai nha. Còn con này là tơ đang mang thai lứa đầu mà anh chị nhìn thôi. Coi cái dốc dáng khung tàn của nó lớn coi nè. Anh chị coi nè. Rất là bự con luôn ha. Thuộc về dòng bò bô. Chứ không phải là mấy con bò là live stream nha anh chị nha. Con bò nè anh chị xem đi. Bò này thuộc về bò hệ lớn tàn. Anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì anh chị liên hệ với em. Tình trạng chân móng đi đứng thì rất là ok, đảm bảo khi mà giao đến thì sẽ được quyền kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng rồi mới thanh toán tiền. Bò lớn con lắm của chú anh chị các bạn, chiều cao tại phía sau khu của con bò này sẽ đạt ngưỡng tầm khoảng từ 1m36-37 ha. Đây về ngoại hình không tùy vết nha, chân móng đi đứng hoàn thiện. Con này đang mang thai 5 tháng rưỡi, bao chữa 5 tháng rưỡi luôn. Và giá của nó đang báo giá cho anh chị có giá là 28 triệu. Chốt giá nha. Và kế bên đây. Kế bên đây thì cái chỗ này nè, của anh chị các bạn biết sao không? Nó quẹt vô cái đinh đó. Nên nó bị trầy cái lớp da. Quẹt vô cái đinh trầy lên, nó trầy cái lớp da. Và con này thì tình trạng của nó đang mang thai lứa thứ hai. Nè, rúng nè. Anh chị, rúng là rúng chiền, chân móng rất đẹp. Ngoại hình thì khỏi chê rồi. Bò này thuộc về bò lớn tàn ha. Chiều cao tại phía sau khu của nó cũng tầm 1m35-37 á. Dạng thùng lớn dữ lắm. Bò này về mình phối mấy con dòng mà Angus hay là bò Cam Pháp gì ha. Để ra bò con, bò cái là bán đủ tiền luôn. Đó, con này tình trạng của nó đang mang thai 5 tháng ha. À, và bảo hành vấn đề lồi lú hí tử cung trục trặc sinh sản cho anh chị tới cái trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Mà mấy con bò này nó mập vậy nè, anh chị về cho uống nước phè ra nằm xuống, nếu mà có tình trạng lú hí tử cung là nằm xuống biết liền. Còn tình trạng vấn đề anh chị nuôi lâu dài thì bên em sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên. Anh chị thấy đòn của con bò không? Ghê không? Đó. Đòn dài bự con cấp mình rộng. Đó, thì bảo hành anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về, nếu mà có hiện tượng lồi lú hí tử cung thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ của chính trị của các bạn nha. Ở đây tình trạng rất là ok rồi, bò rất là bự con. Chút xíu nữa em sẽ cập nhật thông tin về chiều cao cho anh chị chúng ta xem. Rồi, và cuối cùng ở đây con này số 3,
Con này mang số tự số 3. Nói về ngoại hình của nó thì không thể nào chê được rồi anh chị các bạn. Tơ đang mang thai lứa đầu mà coi nè. Anh chị coi dàn thùng tàn của nó nè. Thấy ghê không? Dàn thùng tàn của con bò tơ đang mang thai lứa đầu mà anh chị coi cấp mình của nó nè, nó rộng thấy ghê. Cấp mình rất là rộng luôn và vai lực bò này nuôi. Về con này chữa 6 tháng rưỡi rồi. Về anh chị đừng cho uống cám nhiều nữa nha. Cỡ này thì mình cho ăn uống chế độ bình thường thôi. Tại vì nó mang thai tầm 6 tháng rưỡi. Bây giờ anh chị cho nó ăn uống nhiều, mấy con bự quá thì tình trạng sinh sản rồi, bắt đầu mình phải hỗ trợ sinh sản cho nó mệt lắm. Bây giờ về mình cho ăn uống bình thường thôi. Nó cho uống ít cám thôi. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện. Nhậm bò này cấp mình của nó thì phải gọi là rất là tuyệt vời luôn của chú anh chị các bạn coi nè. Đó, rất đẹp. Màu lông da thì màu bánh mì khác đậm luôn á. Con này tơ đang mang thai lứa đầu, bao chữa 6 tháng rưỡi nha anh chị nha. Và cái con này thì con này nãy chưa báo giá đúng không? Con này nãy chốt giá cho anh chị cái giá là 29.500 nè. Con bò này 29.500 bao chữa 5 tháng. Còn này chốt giá cho anh chị giá là 32 triệu. 32 triệu. Tại sao nó lại là 32 triệu? Tại sao con kia cũng bự con mà nó có 28 triệu? Thì mình nhìn cái cấp mình của nó với lại cái không phải cao to là bự là nhiều tiền đâu, nhưng mà anh chị nhìn cái hình ảnh của người ta nè, rồi mình nhìn lại hình ảnh bên kia 28 triệu, nó khác nhau một trời một vực, chứ không phải là cao to là bắt đầu là có tiền đâu. Giống như con bò hôm bữa em quay phim bên Trà Vinh đó, cao lắm cả 1,5 m bò, bự lắm nhưng mà có một cái không có rúng nên giá trị của nó rớt ha. Đúng ra cái rúng chỉ là cái miếng da lòng thòng thôi, nhưng mà nó tạo thêm một cái thẩm mỹ cho con bò nên giá trị của con bò nó cao hơn ha. Rồi, tơ đang mang thai bao chữa 6 tháng rưỡi, chốt giá 32 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ trực tiếp với em. Nói chung là em bán bò tiền nào của nấy anh chị nha, chứ không phải là con nào cũng bán xa cả với nhau rồi mai mốt không ai biết được giá trị của con bò nó nằm ở chỗ nào. Đó là mỗi con mỗi khác, mỗi con mỗi giá khác nhau, nên anh chị chúng ta thông cảm ha. Rồi không nói dài dòng nữa thì bây giờ em sẽ cập nhật cái thông tin về chiều cao cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị đang xem cái chương trình đây, chúng ta biết được thông tin về chiều cao thật của ba con bò này. Đây, chiều cao tại phía sau khu của cái con này là 1 m. Dạ, 1 m đây mấy đây. Chiều cao của con bò này tại phía sau khu là 1m39 của chú anh chị các bạn nha. Còn giữa lưng của nó để đo luôn. Giữa lưng của nó là 1m31. Còn con này giữa lưng của nó là 1m32. Ở sau khu của nó là 1m4. Còn con này cào dữ à. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m44 nè. Còn giữa lưng của nó là 1m35. Và xin nhắc lại giá một lần nữa nha. Con này bao chữa 5 tháng rưỡi, giá 28 triệu. Con này bao chữa 5 tháng, giá 29 triệu 500. Con này chữa 6 tháng rưỡi, giá 32 triệu. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp.